Thương hiệu quốc gia là chương trình duy nhất của Chính phủ Việt Nam nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ. Lễ công bố các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia lần thứ 6 năm 2018 được tổ chức vào tháng 12 tại Nhà hát lớn Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên VTV. Thương hiệu quốc gia, tôn vinh thương hiệu và hình ảnh Việt Nam.